anh đã lầm người rồi. Đây là chứng minh nhân dân của tôi. Anh em mình về. Xin lỗi chú về sự nhầm lẫn này. Không sao. Chào chú. Đẹp không? Đẹp lắm. Đúng là lên voi xuống chó ha. Căn hộ này được liệt vào dạng căn hộ cao cấp hẳn hoi, không phải thường đâu. Thiết kế theo kiểu Singapore luôn đó. Thư mua căn hộ này bao nhiêu vậy? 1,6 tỷ. Wow. Vô. Vô. Chúc mừng nhà mới. Phải công nhận là bố già sợp ghê. Bố già nào vậy? Thì là bố già Phương kiếm cho tụi này. Phương quên rồi hả? À. Ủa, mà cô đâu rồi? Mẹ Thư ở trong phòng á. Phương cũng muốn đổi đời như Thư vậy đó. Muốn nhờ Thư giúp, mà không biết Thư có chịu giúp hay không. Dễ quá. Nè. Chuyến hàng tới á, đi với Thư. Thấy Thư được như vậy, Phương lại nôn á. Mà chuyến hàng sắp tới là khi nào vậy? Muốn làm giàu thì phải từ từ, đừng có nôn. Vài bữa nữa chứ gì. Đây là chứng minh nhân dân thật sếp. Còn tên Trần Văn Long trong lệnh bắt của chúng ta, cái đó cũng là thật. Hai người à? Anh Minh, em tìm được một thứ. Giấy khai tử của Trần Văn Long. Trần Văn Long đã chết cách đây 8 năm, là thời điểm lão đã phóng hỏa đốt cháy chiếc ghe của mình. Thì ra lợi dụng dự tử phóng hỏa đó, lão biến mất và người ta đinh ninh là lão đã chết. Có mồ mả gì không? Dạ có.